Rồi anh em nào chuyên làm FI cần cái món này thì cứ alo em nha. Cái này là mình bán cho anh em bộ cảm biến nhiệt và bộ cảm biến oxy. Đó, hàng zin tháo xe Honda xe băng về. Chất lượng tuyệt vời luôn. Đó, đẹp, không lỗi nha, bao xài. Đó, hàng zin tháo xe ha. Đây một bộ này nè anh em. Đây là cái cảm biến nhiệt nha. Cảm biến nhiệt. Đó, đẹp ha, zin hết chưa vệ sinh. Cái này là cầu bộ cảm biến oxy. Đây cảm biến oxy và dây dắt đầy đủ ha. Thì anh em mua á, anh em mua lẻ là mình bán một bộ này là 150 nè anh em. Bộ này là 150 nha. Đó. Bộ này 150. Còn anh em nào mua một lần 20 bộ á. 20 bộ nha, 20 bộ này nè. Anh em mua 20 bộ á là mình tính cho anh em giá 2 triệu thôi. Đó. Anh em nào xài alo mình nha. Đồ zin tháo xe nội địa nội nhập, bao anh em về chất lượng, miễn bàn.